Để mô phỏng lại những tháng đầu của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu dịch tễ học phân tử với 52 bộ gen virus hoàn chỉnh để xác định thời điểm xuất hiện mầm bệnh. Theo kết quả nghiên cứu, nguồn gốc của dịch virus SARS-CoV-2 có thể bắt đầu vào giữa nửa cuối tháng 10 và nửa đầu tháng 11 năm 2019, trước thời điểm trường hợp đầu tiên được xác định và dịch bệnh bùng phát từ tháng 12 năm ngoái. Các nhà khoa học Italy khẳng định, nghiên cứu đã cho phép xác định thời điểm xuất hiện virus SARS-CoV và dựng lại toàn bộ quá trình lây nhiễm trong những tháng đầu của dịch bệnh tại Trung Quốc thông qua việc tính toán các thông số dịch tễ cơ bản. Nghiên cứu này được đưa ra trong bối cảnh COVID-19 đang lan nhanh tại châu Âu, trong đó Italy hiện là điểm nóng với 650 ca nhiễm và 17 ca tử vong. Những nghiên cứu về chủng virus mới này được cho là sẽ giúp tăng cường hiểu biết và kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.